Phấn này nó là một cái phấn, tức là nó vừa là phấn phấn nước, nó là một dạng phấn nước nhưng nó không quá lỏng như là nhiều dạng cushion khác. Nó là tức là nó ở giữa giữa phấn và cushion. Đấy, bởi vì là anh dùng rất là nhiều dạng cushion rồi thì cushion nó hay bị nó được cái nó giữ ẩm rất là tốt nhưng mà nó lại kiểu nó bị lỏng ấy, nó hơi hơi quá lỏng thì mình đánh nó sẽ cảm giác nó sẽ bị bay màu và nó bị trôi cái lớp nền lớp phấn của mình đi rất là nhanh. Thế cho nên là cứ phải dậm liên tục, mà nhất là cái khí hậu của mình ô nhiễm như thế này, mình dậm phấn nhiều và dậm liên tục thì nó sẽ bị bít tắc lỗ chân lông ấy. Đấy, thế cho nên là mình rất là thích dùng cushion nhưng mà vẫn phải phủ thêm lớp phấn tại vì là nó khá là lỏng. Đấy, nhưng khi cái này dùng sang cái này thì mê luôn, bởi vì là cái chất cushion của nó rất là nó không bị lỏng như những dạng khác mà nó cũng không bị quá là dày, nó rất là vừa phải để khi mình đánh lên chưa gì đã hỏi giá rồi, để người ta nói đã, mà để khi mà đánh lên ấy thì mình nó vẫn che khuyết tốt này, nó vẫn có lớp phấn nhưng vẫn mỏng nhưng mà nó không bị cảm giác bị đọng ấy như là nhiều dạng cushion khác. Anh đánh nhiều dạng cushion là nó hay bị, vì nó lỏng quá mà nó cung cấp ẩm tốt nhưng mà nó hay bị lỏng cho nên nó hay bị đọng vào các lỗ chân lông với cả đọng vào những cái đường 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 nhăn trên mặt của mình, tại vì là những cái rãnh rãnh của mình này, kể cả mình có trẻ đến mấy thì những cái đường rãnh trên trên gương mặt của mình nó vẫn sẽ có, thì khi mà đánh cái cushion lỏng nó sẽ bị đọng vào đó thì tự nhiên nhìn nó sẽ rất là mất thẩm mỹ đúng không? Đó, hộp phấn này chưa gì đã mờ á, bị mờ à, mọi người ơi có bị mờ không? Chưa gì đã hỏi giá rồi. Giá của nó nhá, nếu mà đã hỏi thì anh sẽ trả lời luôn. Giá của hộp phấn này là có giá 690.000. Hiền tương ạ, với các ai đang hỏi giá. Nguyễn Nương ơi, em có thể mua của chị Cathy của chị Nguyễn Huyền mà chị đang tên ở trên đấy. Đó. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị nói một câu đi để em ghim chị vào nào. Bây giờ thì không để mọi người chờ đợi lâu, anh sẽ đánh lên trên mặt cho mọi người nhìn nhá. Đấy, các cái nốt này của anh lát nữa nó sẽ che được hết luôn. Mà cái phấn này nó tức là chiết xuất của nó thì nó lại còn là vừa là phấn phủ, vừa là phấn dưỡng cơ. Và vừa là phấn chống nắng, chống kiểu các cái tác hại từ môi trường kiểu tia UV các thứ ấy. Đấy nhá, mọi người đánh nhá, tức là anh hướng dẫn mọi người cách đánh phấn nước để làm sao cho nó vừa chắc chắc nền này, nó lại vừa kiểu như là không bị bết dính mà nó lại kiểu vẫn được kiểu mỏng mịn ít chứ nó không bị quá dày, thì mọi người chỉ chấm, tức là đừng có chấm quá mạnh nhưng phải chấm đều cái mặt bông này nhá, tức là để ba ngón tay như thế này này, đấy để cho nó hết cái miếng bông của mình, do mình ấn đều với ngón tay như này để nó cả cái miếng bông này của mình nó được thấm đều cái lớp kem lớp cushion đấy, cho mình chấm lên mặt, chấm nhẹ lên mặt này đấy. Mọi người thấy không? Chấm nhẹ lên mặt như thế này, đều nhá. Đánh bằng cả những cái phần của mình dễ bị khuyết điểm là cái phần bọng mắt này. Đấy, khóe mũi này. Đấy mình đánh những cái này trước. Đấy cho mình tản đều ra mặt của mình. Cái màu phấn này rất thích là nó là cái màu trắng hồng nhưng mà nó không bị trắng lốp mà nó cũng không bị quá hồng. Bởi vì là làn da của châu Á, nhất là làn da của người Việt Nam mình thường là không thường là kiểu không được nhiều người thường là kiểu thiên về răng da vàng nhiều hơn ấy. Đấy, ít ít bạn được trắng hồng lắm, cho nên là nếu như mà mình đánh cái giọng phấn mà bị trắng hồng quá ấy, thì nhìn mặt nó như tượng ấy. Đấy. Thế nên là cái phấn này thì nó lại không, nhưng mà nếu như đánh cái màu da quá, đánh cái tông tối của nhiều số màu ấy, tông tối ấy, thì nó lại bị vàng. Đấy thì nó lại không được trẻ. Đó. Nhưng cái phấn này thì nó lại là trắng hồng kiểu trong trong chứ nó không bị trắng hồng kiểu hồng lốp 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 đâu. Đấy mọi người thấy không? Các cái nếp nốt này của anh đã được che đi rất là rõ rồi này. Không nhìn thấy gì luôn này. Anh sẽ đánh một bên mặt cho mọi người xem trước nhá. Đó. Một bên chưa đánh mọi người sẽ cảm nhận được thấy rõ. Đấy mọi người thấy không? Nó tức là nó trắng hồng này mà nó lại kiểu trong mà nó căng ấy, độ ẩm nó cung cấp ẩm vừa phải. Chứ nó không kiểu bị quá là nhiều kiểu dưỡng với cả nó bị quá là lỏng cái chất kem ấy, cho nó không bị bóng lộn lên ấy. Kiểu vậy. Đấy, mọi người thấy không? À đây rồi, chị Huyền đây rồi. Anh sẽ ghim chị Huyền này lại nhá. Để mọi người có thể mua hàng ở chỗ chị. Bởi vì là chị là người nhập trực tiếp sản phẩm này từ Hàn Quốc về nhá. Mà là hàng chính hãng mọi người nhá. Đấy, mọi người đỡ phải hỏi bao nhiêu. Đánh thích lắm chị Huyền ạ. À. Đấy, mọi người thấy không? Anh mới chỉ có lấy có một lần chỉ lấy một lần
một lần kem thôi, để tránh tình trạng là đánh nhiều lớp lên trên mặt quá thì nó sẽ bị bết dính. Đấy, mình chỉ cần lấy chắc một lần thôi là mình có thể đánh được phủ hết được một nửa mặt của mình rồi. Đó, thấy mọi người thấy không? Tản đều ra, ấn đều lên mặt của mình, vừa ấn vừa mát xa mặt của mình nhá. Đừng quệt 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 như thế này, rất là xấu và nó rất dễ bị bết dính. Và nó cũng lại không che phủ được nhiều và nó không làm chắc cái lớp nền của mình ấy, lớp phấn của mình ấy. Mình phải đánh, mình vừa kiểu tản tản như thế này này, rậm rậm như thế này. Đó, để nó làm gì ạ? Để nó thẩm thấu, để nó thấm ngấm cái lớp nền đấy vào da của mình, nó dính tệt vào da của mình luôn ấy. Để nó căng nhá, mọi người thấy không? Nó rất là căng. Thích không? Nó rất là, nó che phủ rất là tốt nhá, trắng hồng tự nhiên nhá, mà nó lại căng mọng, mà nó lại kiểu căng nhưng mà nó không bị quá bóng. Bởi vì là có rất nhiều dạng cushion mà mình đánh lên, nó ẩm, giữ ẩm rất tốt nhưng mà nó lại cứ bóng lộn lên. Đó, nó bóng lộn lên là vì nó bị nhiều ẩm quá, nhiều dưỡng quá ấy. Đó, nó bóng lộn lên thì thật ra thì châu Á, Hàn Quốc thì hợp với cái kiểu bóng lộn, chứ Việt Nam mình bóng lộn lên quá trông nhìn như là kiểu mặt dầu ấy, cũng không hợp bởi vì khí hậu của mình khác với khí hậu Hàn Quốc. Đấy, anh để ý rồi, bởi vì là đợt nào anh đi Hàn Quốc nhiều ấy, anh để ý ấy. Cùng là một dạng ấy nhưng mà mình đánh phấn của mình ở bên Hàn rất đẹp nhưng mà về Việt Nam lại không đẹp nữa, bởi vì là cái khí hậu của mình nó khác, cho nên là cái lượng dầu trên mặt mình nó tiết ra cũng khác. Đấy, nhưng mình mà đánh mình cái những cái mà nó nhiều ẩm quá, nó hoặc là cushion nó lỏng quá, mình về Việt Nam mình đánh nó tiết dầu ra nữa, khí hậu của mình nó khác mà là tự nhiên nó cứ bóng lộn lên. Đấy. Đây, mọi người thấy không? Hai bên mặt nhá. Để anh tại vì cái chỗ nào của mình có khuyết điểm như là những cái nốt này của mình này thì mình có thể lấy thêm một tí, thì lấy thêm một tí bằng cách là mình chỉ lấy ở cái đầu ngón tay của mình thôi. Mình ấn vào cái mút như này, xong mình ấn nhẹ vào vào cái mặt mặt có chưa có kem có phấn ấy. Đấy, mình ấn nhẹ một tí để mình chấm lên các cái nốt này của mình. Đấy. Đấy, chấm lên một tí xong mình tản đều ra. Thế là mình có thể che được hết rồi. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, che được hết khuyết điểm luôn các cái nốt này, mà mọi người thấy rất đơn giản, rất nhanh, chỉ có một lần chấm duy nhất, mình chỉ cần đánh đúng cách nhá, vừa tiết kiệm được phấn của mình, vừa tiết kiệm thời gian, vừa hiệu quả, mà nó lại kiểu chắc cái lớp nền của mình ấy. Đấy, mọi người thấy không? Chỉ cần mình làm đúng cách thôi. Đấy, mọi người thấy là rõ là hai bên mặt của anh, một bên đã đánh rồi và một bên chưa đánh là nó láng mịn hơn hẳn không? Các cái này của anh là các cái nốt đốm đốm này của anh là khuyết điểm cả đấy. Đấy, các cái đốm này bởi vì là anh vẫn bị một số các nốt tàn nhang nó chưa mờ hẳn. Nó vẫn còn bị từ đợt làm phim nó bị đậm ấy, bây giờ anh đang điều trị rồi thì nó vẫn đang còn mờ ấy, thì tức là nó vẫn còn là khuyết điểm của mình, mọi người thấy không? Đấy, các nốt khuyết điểm của mình không? Và thò bên này nó khác hẳn không? Đó. Có ship về Hà Nam không? Nguyễn Trình ơi, anh có thể inbox cho chị Nguyễn Huyền để ship, chắc chắn là sẽ ship toàn quốc đấy ạ. Em không bán, em chỉ đang review về sản phẩm này em đang dùng thôi. Mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy không? Một bên là anh đã đánh lên này. Cái lớp này lớp lớp nó rất là trong. Nó rất là căng. Đấy, nó cung cấp độ ẩm vừa phải, nó cũng không bị quá bóng, nó không bị quá quá nhiều ẩm để mà nó nhiều ẩm nhiều dưỡng để mà nó bị bóng lộn lên, mà nó rất vừa phải. Nó tệp vào da ấy, cái lớp cushion lớp nền của nó tệp vào da rất là vừa phải, rất là hợp với khí hậu của mình. Một bên chưa đánh này, nhìn mọi người thấy không? Cái khuyết điểm của anh không? Đó. Thì giá giá một hộp phấn này là 690.000 mọi người nhá. 690.000 đây. Hộp phấn của nó đây rất là sang chảnh. Đấy. Pedali rất sang chảnh. Viền vàng này, mắt đắt đỏ rất là xinh luôn. Đây là phấn của Hàn Quốc nhé mọi người nhé. Mọi người mua hàng thì mọi người có thể liên hệ với chị Nguyễn Huyền. Chị là người nhập khẩu sản phẩm này trực tiếp từ Hàn Quốc. Mọi người nhé. Hi hi. Bây giờ thì anh đánh tiếp, mọi người thấy không? Mọi người thấy rõ là hai bên nó có khác nhau không? Đó. Mà nó không bị quá dày. Đấy, mọi người thấy không? Nó che được khuyết để nó phủ được lớp trong này, trắng hồng tự nhiên mà nó không bị quá dày. Nhìn cái độ cái lớp da của hai bên mặt nó không chênh nhau, rất nó không chênh nhau nhiều, mọi người thấy như nhau luôn, đều mỏng như nhau, đều mỏng đều láng như nhau luôn, nhưng một bên có thì nó khác, nó láng này, nó che được khuyết này, nó trắng hồng tự nhiên này, còn một bên thì mọi người thấy anh chưa đánh là nó lộ các khuyết điểm của mình đấy. Mọi người thấy không? Rất là thích và rất là Liên Phạm ơi, có kiềm dầu đấy, cái này nó kiềm dầu tốt lắm, bởi vì là
Quanh, tức là nhá, thường các loại cushion khác ấy, thì là nó có quá nhiều dưỡng, nó sẽ cấp ẩm cho da tốt nhưng mà nó lại không kiềm dầu được, bởi vì nó quá nhiều dưỡng, nó đã làm bóng rồi, nó kiểu nó cung cấp ẩm rồi ấy. Và nghĩa là bạn nào bị dầu là tự nhiên là mặt đánh cứ bóng lộn lên đấy, thường thường là sẽ không dùng được cushion nhiều đâu. Nhưng mà riêng cái này ấy, thì nó lại ở giữa giữa cushion và phấn, thế nó gọi là, mình nói chính xác thì anh thích gọi nó là phấn nước hơn, bởi vì là nó không lỏng như cushion đâu đấy, nó không lỏng như cushion. Hoàng Mạnh Yến ơi, cái này có giá là 690.000 một phấn này. À Phương Phan ơi, Phương Phan ơi, cái đặc điểm của cái Enali này là nó chống được tia UV, tức là ngoài cái việc nó dưỡng này, nó chiết xuất từ collagen, nó dưỡng và nó chống lão hóa cho da của mình ra nhá, thì nó còn có khả năng chống nắng, chống tia UV nữa. Đấy, thế cho nên là nó rất là, tức là nó rất là hiệu, nó tức là nó nhiều công dụng ấy, để mình có thể mà vừa 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 make up tự nhiên mà lại vừa có thể là thay được một lớp chống nắng, lớp kem chống nắng. Đấy, bây giờ thì oanh lại đánh tiếp sang bên mặt bên này cho mọi người xem nhé. Nhớ mọi người cách đánh cushion, cách đánh phấn nước. Đấy là mọi người dậm ngón tay ấn ấn cái miếng mút của mình như xuống như này để nó đều ấy, để cái kem của nó thẩm thấu, nó hút vào đủ một cái bề mặt của cái miếng bông của mình. Đấy, để nó đủ nhá mọi người nhá. Mọi người thấy lấy đủ này. Đấy, mọi người cứ lấy, cứ phải lấy đến khi nào mọi người thấy cái miếng này của mình nó được đủ phấn rồi. Đấy. Da dầu cũng dùng được mọi người nhá, tức là cái phấn này nó dùng được cho tất cả các loại da. Thế xong lúc đánh này, mọi người đánh này. Nhớ là tản đều ra, dậm cho thật chắc. Đậm đến đâu mình đậy, dậm chắc đến đấy nhá. Các cái phần nhiều nhiều các cái khuyết điểm như là phần bọng mắt này, phần khóe mũi này, mọi người nhớ đánh là phải đánh, nhớ đánh tinh tế là phải lấy cái đầu ngón tay này của mình ấn sâu vào cái khóe mũi này của mình nhá. Đấy. Thấy không? Để đánh đến đâu là nó che phủ được hết luôn các khuyết điểm của mình đến đấy luôn, mọi người thấy không? Ừ. Mà nó căng luôn ấy, căng với cả nó nhìn nó kiểu nó mọng chứ, nhưng mà nó không kiểu bị bóng lộn lên như là nhiều dạng cushion nước khác. Ôi trời ơi. Ai gọi đây? Đấy. Dùng được mong lâu hả chị? Cái này nhá, đánh cái này anh thấy là nó giữ được cái lớp nền của mình phải được đến mấy tiếng đấy, 8 tiếng đấy, phải đến mấy tiếng ấy, anh cũng không để ý tiếng đâu, nhưng mà lâu lắm, bởi vì thường là anh dùng cushion như những cái cushion trước ấy là cứ phải chỉ khoảng 2 tiếng, 3 tiếng là mình phải dậm thêm rồi, bởi vì nó lỏng ấy. Nó lỏng mình cứ cảm thấy là mặt mình nó không còn phấn nữa, là nó lại lộ khuyết điểm của mình ra. Đấy, nó lại chảy cái lớp cushion đi, kiểu như là nó bay đi bởi vì nó lỏng mà. Đấy, nhưng mà anh đánh cái này anh thấy anh đánh kiểu cả ngày không cần chả để ý, chả phải dậm ấy. Mọi người thấy không? Đấy. Mỏng mịn thế thôi, một chấm thế thôi. Rất là tiết kiệm. Chả phải chấm nhiều mọi người thấy không? Mình đánh đúng cách nhá. Mà phấn của nó, cushion của nó lại 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 kiểu như là không bị lỏng ấy, nên là nó rất là tiết kiệm. Đấy, các cái đường này mình đánh nhưng mình nhớ là đừng để lộ các cái khóe này của mình nhá, rất là kém duyên. Đấy, sống mũi này. Đấy. Phần trán nữa. Phần trán thì mọi người nên là đánh trán là đánh cuối cùng nhá, tức là mình đánh cả mặt của mình nhá, để cho nó phần mặt của mình là cái phần mà bắt nhất, mình đánh mà nhiều khuyết điểm nhất. Ừ, thì mình đánh hết phần mặt của mình này thì còn lại cũng không cần phải chấm thêm phấn nữa, còn lại nó còn đọng trên đây thì mình chấm lên trên trán đấy, bởi vì trán nghĩa là những bạn nào mà trán không có khuyết điểm mấy ấy thì mình nên thì chấm thêm như này thôi, không thôi chấm nhiều thì tự nhiên trán nó bị nhiều kem quá thì nó cũng sẽ rất là kém duyên, nó cứ kiểu nó bị trắng quá ấy, nó lốp ấy, vì trán của mình nó là cái phần mà bắt sáng mà. Ừ. Vũ Mai ơi, da em khô thì dùng quá tốt luôn, bởi vì cái mùa này da ai cũng khô, mà đặc biệt là da chị da anh khô lắm. Đấy, mọi người thấy không? Đánh phấn xong mà da nó như kiểu mình, như kiểu da mặt của mình nhiều trong như sứ ấy, thấy không? Trong mà mỏng như sứ luôn, trắng đều trắng, trắng hồng hồng sứ. Ý. Đấy, mọi người nhá, đánh để ý những cái đường này. Ừ. Lan Phạm ơi, giá của hộp phấn nước này là 690.000. Hiện tại thì công ty đang có giá bán combo, lát nữa anh sẽ test cả son đây này, thỏi son cũng rất xinh luôn đấy, son này này cũng là cùng của giá của dòng Edali này luôn, là lát nữa anh sẽ test cái son này cho mọi người xem nhé. Xong
test son thì son rất là xinh. Lát nữa anh sẽ đánh phấn xong anh sẽ test son cho mọi người. Thì phấn này thì mua lẻ là 690, còn thỏi son là 420. Nhưng mà khi mà mua combo trong cái tháng này ấy, từ giờ đến cuối tháng thì sẽ được giảm hẳn những 222.000, tức là từ combo hai cái này cộng vào là hơn 1 triệu, 1 triệu 100, hơn một tí, à 1 triệu 110.000 đấy, mà được giảm 220.000, tức là chỉ còn có 888.000 thôi, tức là chỉ tính tròn là khoảng tầm hơn 888 mua một combo đấy. Mọi người đánh thì đấy, mọi người thấy không, trong trong như pha lê chưa, trong vắt như pha lê luôn nhá, thích nhở, thích nhở đấy. Lúc nãy thì đầy khuyết điểm các cái đốm đốm của mình ấy, oanh vẫn còn bị các khuyết điểm, bây giờ thì trong mắt như pha lê rồi đấy. Mọi người ơi, xem có bị mờ không, mọi người thấy có bị mờ không, livestream của anh có bị mờ không đó. Nhanh, anh đánh xong rồi lát nữa anh sẽ chỉ cho mọi người thêm một số cái cách để trang điểm đấy đó. Mọi người thấy không, lớp của phấn của mình nhá, nó trong nhá, nó như kiểu một lớp dưỡng ấy đấy, mọi người thấy không, trong mắt ra. Các khuyết điểm của anh coi như là bị mờ hết rồi, mà lại vẫn rất mỏng, không có cảm giác là mình vừa đánh một cái lớp phấn, kiểu lớp đánh một lớp phấn lớp nền lên mặt ấy. Thế mà rất đơn giản, rất nhanh luôn. Giá bán lẻ của nó một phấn này là 690.000 nhé. Đấy, mọi người thấy không, bây giờ thì thật ra nếu như với những bạn nào mà thích đánh kiểu mặt kiểu trắng như thế này ấy, xinh xinh như này, thì cũng có thể đánh để như thế này cũng được, xong đánh son lên đấy. Còn nếu như mà như oanh ấy, thì oanh hay thích đánh mặt mình nó có khối một chút, thì khi đánh phấn xong thì oanh sẽ thường sẽ lấy anh đánh một tí khối ở đây này đấy, ở trên cái phần mang tai này của mình một chút khối đấy, ở trong cái bông này của anh đã dậm cái phần sáng màu, à tối màu rồi, một chút khối nhá đấy. Xong rồi à, một chút phấn má lên, má thì anh đang đánh mắt màu cam, thì anh đánh má cũng màu cam luôn, kiểu cam tây tây ấy, cam nhẹ đấy, nhẹ nhẹ này thôi, đừng đánh đậm quá thì nhìn sẽ nó sẽ lộ là mình kiểu trang điểm đậm ấy, thì mình chỉ đánh nhẹ thôi thì để lớp trang điểm của mình nó được mỏng mịn tự nhiên đấy. Thì là mình có một chút ở phần má này, ở một chút phần này với cả một chút má này, thì mặt của mình nó sẽ có khối đấy, nó sẽ khối và nó sẽ được tôn các cái nét của mặt của mình hơn. Một chút sống mũi nữa, cái sống mũi ở đây không phải là vì mũi mình đánh cho cao, mà mình đánh sống mũi ở đây để cho nó tạo khối trên khuôn mặt của mình ấy mọi người đấy, đánh nhẹ nhàng này thôi để nó tạo cái khối, tạo thành cái khối, chứ không phải là mình đánh cho mũi cho cao đâu đó. Người thấy chưa, chuẩn luôn. Hương Liên ơi, em có thể đánh đây, như lát nữa anh sẽ test son nhá. Đúng rồi, mình sẽ lấy son để làm má cũng rất là hay luôn. Đây, ví dụ bây giờ anh sẽ đánh thử lại, để anh thử lại dạy mọi người cách, hướng dẫn mọi người cách lấy son để đánh, để làm phần má, để làm má của mình ý, làm má hồng ý. Thì cũng đơn giản thôi. Đây, anh sẽ dậm lại để che cái ấy đi nhá. Đấy, mê luôn. Anh rất là thích đánh cushion bởi vì là đánh nó rất là nhanh, mà cái lớp phấn của mình nó mỏng, mà nó lại còn được dưỡng ẩm cho da nữa, thì nó sẽ không kiểu hại da mình ấy. Nhưng nhiều dòng cushion nó quá nhiều dưỡng, nó lại quá nhiều ẩm, mà nó không hợp với khí hậu của mình ấy, cho nên là nó sẽ kiểu khi mà kiểu như môi trường của mình bị ô nhiễm ấy, thì nó sẽ bám vào cái lớp bóng đấy của mình, cái lớp dưỡng đấy của mình, nó tự nhiên nó thành bít tắc lỗ chân lông và nó gây ra mụn ẩn đấy. Và thứ hai nữa là đánh lớp cushion quá mỏng thì thường là nó sẽ hay bị trôi nhanh, mà nó cũng che khuyết không lâu, nó chỉ được lúc mình vừa đánh xong thôi, xong rồi nó bị lỏng ấy, nên nó sẽ bị đọng, nó sẽ bay đi, và nó mình cứ phải dậm liên tục đấy. Và mà cái việc dậm phấn liên tục nó sẽ là cái tác hại để gây ra cái việc mà da mình bị nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn kiểu vậy đấy. Mọi người thấy không, đánh mà kiểu nhìn như không đánh, mọi người thấy có đẹp không, bê nhở đấy. Bây giờ anh đây, giá của nó là 690.000 một cái hộp lẻ này, nhưng mà khi mà mua combo trong cái tháng 12 này nhá, thì một hộp phấn 690, một thỏi son 420 cộng vào là 1.100.000 hơn đấy, thì hiện tại mua trong tháng này sẽ được giảm xuống còn 888.000.
Đó, tức là hơn 800 nghìn. Bây giờ thì anh sẽ đánh son. Đánh son lên. Đánh son lên môi của anh. Sau đó thì anh sẽ bây giờ hướng dẫn mọi người đánh nhá. Đánh má nhá. Đánh má bằng son nhá. Ví dụ ví dụ bây giờ anh đánh son này, màu màu son này là cũng là son của Edali, là màu son hồng đất, là màu anh rất là thích. Đấy, hồng đất, kiểu hồng đất đây này, hồng đất xinh xinh ấy. Thì anh sẽ đánh má màu đó, đánh son màu gì thì đánh má màu đó. Hiện tại bây giờ thì ở đây anh có 3 màu son, đều là những cái màu rất là hot hit, là màu màu hồng này. Đấy, màu hồng kiểu dạng màu hồng hồng nhẹ. Đấy, với cả màu đỏ cam. Với cả màu hồng đất thì anh thích nhất là màu hồng đất. Với cả là màu hồng đất là cái màu tông nó là tông nhạt nhất, thì anh sẽ đánh thử, anh sẽ test màu hồng đất lên trên môi của anh trước. Đấy. Sau đó thì anh sẽ test nốt hai màu kia cho mọi người xem nhé, bởi vì cái son này cực kỳ thích. Nó không phải là son lì, nhưng nó cũng không phải là son dưỡng, không phải là son bóng, nó là cái dạng son ở giữa lì và bóng và kem. Ui nó thích lắm luôn ấy. Bây giờ anh phải đánh lên cho mọi người xem đây. Đây nhá, đánh lên cảm giác chất son như là chất son lì, nhưng đánh lên môi thì nó lại mọng mọng bóng bóng như kiểu son kem ấy, nhưng mà nó lại không bị dày, nó không bị dày, nó không bị bờ như là son kem. Đấy, son kem lì nó hay bị kiểu dày hết cả môi lên, trông nhìn nó cứ như kiểu như là môi con trâu ấy, à môi như kiểu hai con đỉa ấy, trông nhìn xấu lắm, nhìn nó cứ dày bờ, nó không hợp với cả kiểu môi với cả mặt của châu Á mình đấy. Mà đấy cho nên là anh không thích, anh rất là thích đánh chất son kem lì nhưng mà nó hay bị như thế. Nhưng cái son này thì nó lại không hẳn là như thế, mà nó cũng không phải là quá bóng như là son bóng, mà nó cũng không lì như là kiểu lì khô như dòng lì khác, mà nó cũng không phải là son kem, nó là ở giữa tất cả những cái đấy, rất là thích luôn ấy. Bây giờ anh đánh cho mọi người xem nhé. Đấy, mọi người thấy không? Ui, này lên xinh lắm luôn ấy. Môi của anh làm dạng môi cực kỳ khô. Đấy, một là một dạng môi cực kỳ khô luôn nhá. Mà đánh cái son này vào nó lấp đầy tất cả những cái rãnh khô môi của mình. Đấy, nó không bị bờ lên, bởi vì cái mùa này nhá, mà nhất là ai mà môi khô như anh, đánh cái son lì thì phải gọi là thôi rồi luôn, nó bờ hết cả cái lớp da chết của mình lên trên môi, nó cồi cồn cỗ ở trên môi rất kinh. Thì thường là anh phải lấy hết nhíp anh nhổ đi, xong nó tức hết cả môi ra, chảy hết cả máu môi. Đấy, cái son này nhá, nó lấp hết cả các cái vết kiểu như là ấy của mình luôn, vết da chết của mình luôn, nó lấp đầy vào những cái rãnh môi của mình ấy. Đấy, mà nó bóng này, nó bóng mọng mọng kiểu này cơ, thế mới yêu chứ. Đấy, mọi người thấy không? Cái màu son này nó mộng nhá. Đấy, cái màu son này nhá, nó chất, nhìn cảm giác như là lì nhưng mà nó lại mọng mọng, nó đánh lên nó bị kiểu nó đầy đầy cái môi của mình, nhưng mà nó không bị quá dày như là những cái dòng son kem lì nhá. Đấy, kem son kem thì nó hay bị kiểu đánh nó cứ bị dày hết cả cái môi của mình lên, nó cứ như kiểu cả một cái lớp bả ma tít lên trên môi ấy. Nhưng đánh cái son này nhá, thì cái nhìn cảm giác như vẫn là cái chất là chất lì, nhưng mà khi đánh lên môi thì nó lại rất là mọng, mà cái bóng của nó không bị bóng lộn, bóng lồng bóng lộn như là những cái son bóng dưỡng, nhiều dưỡng đấy, mà nó là kiểu như thế này. Mọi người thấy không, xinh không? Xinh nhở. Mọi người thấy xinh không? Quá xinh luôn, mà cái màu này yêu thế cơ chứ lị. Đấy. Con trai đánh được không á? Con trai thì nên mua về cho người yêu nhá, bạn gì gì nhá. Mọi người thấy anh đánh cái son màu này xinh không? Đấy. Mà một đặc điểm nữa là đánh cái son này nó cực kỳ lâu bay, bởi vì thường những cái son mà kiểu như là không phải là son lì ấy, thì thường hay bị bay màu rất là nhanh. Với cả nó bay bầu, với cả nó bị xỉn, nó bị xuống màu ấy. Nhưng cái son này nhá,
anh nhớ là anh để nguyên như thế này phải mấy tiếng ấy mà nó vẫn giữ được cái lớp màu như thế này, nó vẫn giữ được cái độ độ mọng như thế này, mà phải rất lâu sau nếu nó bay đi thì nó vẫn cái môi của mình nó vẫn kiểu đầy đầy môi như kiểu mình xăm môi ấy. Đấy, như đúng như kiểu môi của mình, cái khuôn môi của mình nó vẫn như thế, cái màu son nó chỉ gọi là nó hơi xuống một chút nhưng mà nó lại vẫn cái nét cái màu của nó vẫn giữ được cái màu như kiểu bóng bóng, xong rồi nó môi nó làm môi của mình mẩy mẩy lên ấy. Đấy, như kiểu full môi, mọi người thấy không? Nhìn như kiểu full môi ấy nhỉ? Ừ. Đi về nơi xa. Mình bị ngứa đấy thì sao bạn? Bạn có bao giờ bị ngứa đầu không? Thế bạn bị ngứa đầu là đầu bạn cũng có cháy là bạn đi về nơi xa. Ừ. Nói với bạn xong rồi tớ chặn bạn luôn đây. Đâu rồi? Vô duyên. Chặn luôn cái thành phần này là. Có nhiều người rất buồn cười nhá. Tất cả những cái hành động gãi đầu, gãi tóc, gãi tai là những hành động rất là bản năng của con người. Ai chẳng như thế, có phải người máy đâu mà không gãi đúng không? Vô duyên. Mình thiết bị là tôi là diễn viên, tôi không phải là con người à? Buồn cười thật đấy. Thì không được vuốt tóc, không được gãi đầu, không được ngoáy tai, không được ngoáy mũi à? Thì ngứa thì phải ngoáy chứ. Vô duyên. Có phải là cái máy đâu. Thì bây giờ diễn viên thì cũng là con người, có phải là con diễn viên thì có phải là người máy không, mà không được là các hành động đấy, mọi người thấy đúng không? Không, không phải nam 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 thân ơi, không phải của anh đánh đá đâu, nhưng mà cái gì đúng thì thôi ấy. Có nhiều người rất là vô duyên nhá. Cứ thế nọ cứ thế kia với cả kém duyên với cả thế nọ thế kia. Thế bây giờ mình cũng là con người đó, mình cũng là con người mà, dù có là cái gì đi chăng nữa thì mình bản thân mình cũng vẫn là con người, và quan trọng là mình tất cả những cái hành động đó nó là cái bản năng của con người. Anh chẳng phải nghĩ là mình phải giữ nọ giữ kia. Buồn cười, vô duyên. Nhắc lại đây em, đây Edali, Edali cùng với cả hãng phấn này luôn. Ừ, là của Hàn Quốc nha mọi người nhá. Mai Hoa ơi, chị vừa đánh cái phấn Edali rồi đấy. Ừ. À mọi người ơi, để tránh trường hợp mà khi mà mình đánh son, đánh hết cả son, những khi mà mình đánh son kiểu hết cả môi như này này, thì thường là anh chỉ cho mọi người một cái mẹo, không biết là mọi người biết chưa, là để cho răng của mình không bị dính son ấy, là khi mình đánh xong mình lấy ngón tay mình ngậm như này. Đấy. Ngậm như này thì để cái phần son ở trong khi miệng của mình nó ra hết tay đấy thì là không bao giờ nó bị vào răng nữa. Đó là cái gì nhỉ, cái mẹo đấy, và không biết mọi người biết chưa. Còn nếu ai biết rồi thì thôi, mà ai chưa biết thì cậu bây giờ biết nhỉ. Cảm ơn Lee Jun Sơn. Đúng rồi Nhung Trần ạ. À. Buồn cười thật đấy. Cứ bảo là cứ hỏi thắc mắc những cái chuyện rất là dở hơi. À, những cái của thành phần đấy, thứ nhất là mình không tiếp, mà trước khi không tiếp là mình phải nói cho. Đấy. Đấy mọi người ơi, à, Nguyễn Nguyễn Sơn ơi, môi mọng nhở. Đánh cái son này nhá. Nó là oanh thì oanh rất là thích son lì, nhưng mà cái mùa này đánh son lì nó không được đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì nó khô. Môi của mình bình thường đã khô rồi, xong rồi cái mùa này nó khô kinh khủng luôn ấy. Mà đánh cái son lì cái thời điểm môi khô nhá, nó hơi bị kém duyên ấy, bởi vì là nó cứ bờ ấy cả lên, xong nó bong tróc hết cả môi ấy. Đấy, cho nên là mình cũng rất là hạn chế đánh son lì vào cái mùa này, bởi vì là mình đánh son, mình tô son, tô phấn là để cho xinh đúng không? Nhưng mà nó lại lộ ra những cái thứ kia thì thật sự là xinh đâu chả thấy, chỉ thấy mất duyên thôi, chỉ thấy kém duyên thôi. Đấy. Linh Elali chuẩn luôn. Không biết mọi người có biết cái mẹo đấy chưa? Nhưng mà cái mẹo để son không dính vào răng đấy, từ nãy giờ anh nói sau khi mà anh dùng cái mẹo đấy là răng không còn dính son nữa đó mọi người ạ. Còn màu khác nhá, bây giờ anh tại vì thích cái màu này lắm cho nên là anh phải test thử cái màu này trước. Và bây giờ anh hướng dẫn mọi người cách đánh đánh son, lấy son làm má, đánh má. Đây. Chửi mà vẫn yêu, bực mình. Thì nhá, mình thứ nhất có rất nhiều cách đánh, nhưng mà ví dụ như oanh thì oanh quen rồi ấy, thì mình có thể chấm trực tiếp lên trên 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 má của mình, ở cái phần gò má này mình có thể mỉm này. Chấm lên đây, chấm nhẹ thôi, đừng có lấy mạnh, mạnh thì là chết dở đấy, chỉ chấm nhẹ tí này thôi ở cái phần gò má đấy. Do thì mình lấy ngón tay mình tản đều ra thôi, tản như kiểu mình tản phấn ấy. Đấy, tản đều ra từ từ đây này, hất lên trên, hất ra ngang và hất lên trên
Đấy, mọi người thấy không? Lấy hai đầu ngón tay hoặc ba, thường là lấy hai thôi là đủ rồi. Đấy. Nhớ là chỉ chấm 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 rất như thế này thôi nhá, chứ đừng quệt 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 như thế này là nó bay hết cái lớp nền của mình đấy, mà nó không đẹp đâu, mà nó cũng chẳng động cái gì trên mặt của mình đâu. Đấy. Son á, son là có giá 420 một thỏi son này, nhưng mà hiện tại khi mà mọi người mua combo một phấn và một son Eraldi trong cái tháng này, từ giờ đến hết tháng thì sẽ được giảm 222.000 một combo, tức là chỉ còn có 880.000 thôi. 888.000. Đấy. Còn là bình thường là nó hơn 1 triệu đấy. Đấy mọi người thấy không? Đánh thế thôi. Tại vì đánh má hồng thì mình chỉ đánh đơn giản vậy thôi, mình chấm tròn như thế này này. Đấy, chấm tròn ở cái phần gò má của mình nhá. Rồi mình lấy tay mình chấm nhẹ lên. Tản chấm 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 nhẹ này này. Đấy. Xong rồi chấm đều từ phần trong của mình này, đi ngang ra hất hướng lên trên. Đừng bị cao quá, sách thì thành gò má nó sẽ bị cao. Mọi người nhớ đánh đủ cái tròn cái khuôn gò má này của mình, xong hất sang ngang như thế này này. Đấy, mọi người thấy không? Bên này nhìn hơi đậm hơn một tí. Mình đánh thêm một tí bên này. Thùy Nguyễn ơi, son là 420 một thỏi. Son là 420 một thỏi. Son này quá xinh luôn. Cái màu này quá xinh luôn đấy. Lát nữa anh sẽ test nốt hai màu, màu đỏ cam và màu màu hồng cho mọi người xem nhé. Đấy. Xinh chưa? Phan Thanh Hoa chào em. Huyền Lan ơi, bị mụn dùng dùng không sao hết, tại vì là cái phấn này nó chiết xuất toàn từ thiên nhiên thôi. Đó, toàn là collagen tẩy rồi tảo biển này rồi cái gì gì rồi những cái, tức là nó cung cấp dưỡng ẩm và nó chống cả tia UV nữa. Nó chiết xuất phần toàn phần phần lớn là từ thiên nhiên ấy, cho nên là dưỡng, mà cả là phấn Hàn Quốc, mọi người mỹ phẩm Hàn Quốc thì mọi người cũng biết rồi. Đó, cho nên là nó không gây kích ứng da đâu, và dùng da nào cũng dùng được hết đấy. Bùi Mỹ Tú ơi, chân mày hơi lệch là đúng rồi, bởi vì nó là cái ấy ấy, nó là bị như vậy rồi, không làm nào được. Đấy. Đây là màu hồng đất. Hồng đất. Hồng đất nhưng mà anh thì anh thấy nó hơi giống thiên cam hơn. Đấy, nó hơi kiểu giữa hồng và cam. Cái màu kiểu màu nút nút ấy. Đó. Lâu trôi lắm đây này. Đánh như thế này nhá, nó sẽ giữ được cái lớp bóng, lớp mọng, lớp bóng và cái lớp như kiểu lớp kem trên môi của mình ấy, lớp son kem trên môi của mình rất là lâu. Và nếu khi mà nó bay đi nhá, mấy tiếng sau nó bay đi thì nó vẫn đọng lại trên môi của mình cái màu rất là kiểu tự nhiên, mà nó vẫn bóng môi, nó vẫn mọng môi, tích cực luôn, chứ nó không phải kiểu như nhiều dạng son khác là bị bay xong rồi bay một là bay hẳn màu đi, mất hẳn màu. Đấy, hai là sẽ bị kiểu bờ 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 xong rồi bay kiểu kiểu như là nhìn nó kiểu nó bị kiểu xìn xìn ý. Đấy. À, chị dùng bao lâu rồi? Cái này chị mới phát hiện ra thôi. Bộ sản phẩm này á, phấn với cả son này chị mới phát hiện ra gần đây thôi. Bây giờ này chị hay đi Hàn Quốc mà. Bây giờ thì Huyền Linh ơi, phấn nó có giá là 690.000 nhá, còn son là 420 nhá. Đó, cũng là cùng là dòng của Eulalie luôn mà cũng là của Hàn Quốc. À, đấy, da bóng nhở, tức là nó không bị bóng lộn mà nó kiểu bóng bóng căng căng ấy, mọi người thấy không? Chết dở mình à, mình cứ make up xong mình cứ thấy khen xinh, mình cứ tự khen mình xinh rồi lại bị chửi cho. Nhưng mà xinh mà, tức là ý của anh ở đây là kiểu make up lên thì mình xinh với mình ấy, mình thấy mình xinh hơn ấy. Ai chẳng thấy con gái make up lên thì ai chẳng thấy mình xinh hơn, đúng không? Ý oanh ở đây là oanh xinh so với oanh thôi, chứ không phải là mình xinh mình ấy đâu. Vũ Hồng Nhung ơi, em có thể inbox mua của Nguyễn Huyền đó. Chị Nguyễn Huyền là chị là người nhập nhập sản phẩm Hàn Quốc này, nhập sản phẩm này từ Hàn Quốc về nhé. Chị ghim vào rồi đấy. Hồng Chi ơi, anh Kim vào rồi đây này, Nguyễn Huyền đây này, Hồng Chi nhá. Bây giờ thì anh sẽ thử sang màu son khác. Bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ mình sẽ thử sang màu gì nhỉ? Màu hồng nhá. Trời ơi, Bành Thị Bón ơi, chào em. Đây, đây là màu hồng. Màu hồng.
Thôi mình chả dám, mình chỉ, mình cũng tự khen mình xinh nhưng mình xinh so với mình thôi. Mình xinh so với mình thôi chứ còn. Bây giờ anh sẽ xóa cái màu son này đi. Để anh, thật ra anh chả thích xóa thế nào bởi vì là đang thích ấy. Đấy. Cái màu son này rất xinh. Mà cái màu son này kiểu nó dễ đánh ấy, mình make up tông gì cũng đánh cũng được. Make up đậm đánh cũng xinh, make up nhạt đánh cũng xinh. Đó. Mọi người thấy một cái lớp make up rất là nhẹ nhá. Thấy không? Mọi người thấy không? Rất là nhẹ này. Rất là nhẹ, rất là nhanh. Rất là tự nhiên. Đó, mà vẫn xinh. Đúng không? Vẫn xinh đúng không? Bây giờ anh sẽ đánh sang màu hồng nhá. Đó. Đoàn Phương ơi, tóc chị cũng ít. Đúng rồi, tóc chị mỏng á. Tóc mỏng lắm, chị phải nối đấy. Còn nếu mà trước không nối thì thường phải dùng kẹp. Thích nhất là màu cam đất với cả hồng đất. Tức là cam đất, anh thích cam đất lắm. Thích tông với cóc cam đất. Kể cả mắt của anh, thì anh hay đánh màu cam cam. Cam cam nâu nâu. Lông mày có, lông mày chị có đang kẻ em ạ. Kiểu kẻ nhẹ nhẹ thôi ấy. Đấy, mọi người thấy không? Mình lau môi như thế rồi mà trên môi của mình nó vẫn đọng lại cái sắc hồng, hồng hồng nút nút của son. Đấy, tự nhiên không? Kiểu tóc dài của chị là tóc tỉa cái gì? Tóc tỉa đuổi ấy. Ai vừa hỏi đấy, tóc của anh là tóc tỉa đuổi đấy. Nó cũng không phải là đuổi lắm đâu, nó hơi hơi đuổi đuổi một tí phần ở phần mái của mình thôi. Ừ đúng rồi, Hoàng Thị Thùy ạ, à, chị có điệu cười bất hủ. Cứ hờ hớ với hờ hờ với cả hí hí thôi. Cảm ơn em Vân Trần. Đấy. Cảm ơn Nguyễn Trà My. Người ta chưa phẫu thuật, người ta đã sinh rồi. Phẫu thuật chỉ sinh hơn thôi. Chết. Anh nói đùa đấy. Không lại, đừng đừng ném đá anh nhá, anh nói đùa thôi. Thật, anh bây giờ mình phải khiêm tốn thôi mới được. Vì học cách khiêm tốn này. Đấy mọi người thấy không, anh lau như thế rồi. Đấy, lau chùi như vậy rồi mà trên môi của mình nó vẫn đọng lại cái sắc hồng. Sắc hồng rất là tự nhiên của môi. Đấy, đây là môi không có tí gì nhá. Bây giờ anh sẽ phải phủ một tí lên để nó mất hẳn cái màu của son cũ đi, để anh đánh sang cái màu khác cho nó chuẩn nhá. Thì anh sẽ lấy một ít nền phủ lên môi. Châu Châu ơi, đúng rồi, tóc của chị là tóc nối đấy. Chị nối tóc ở chỗ thảo tây ấy. Đấy. Đấy, anh sẽ đánh nó phủ lên như này để lát nữa anh đánh cái màu son. Đúng rồi, đánh lo xong rồi nó vẫn còn cái độ bóng của son ấy, nói có sách mách có trứng luôn. Đấy là mình còn lau cũng bằng bập luôn, chứ còn kia là mình ăn uống nó cũng trôi nhẹ thôi. Đây đúng là màu hồng không ấy. Đúng rồi, đây là màu hồng. Còn đây là màu cam, đỏ cam. Còn đây là màu hồng. Mình sẽ tách cái màu hồng này ra, bởi vì là hai son này anh chưa đánh, anh thích cái màu kia cho nên là anh chỉ có đánh cái màu hồng đất, cái cam đất kia thôi. Bây giờ sẽ đánh cái màu hồng lên mọi người xem nhé. Mà chất son này thì Trần Lê Chi ơi, phấn này là em đang đánh phấn của Hàn Quốc ạ, phấn Edali của Hàn Quốc ạ. Đây, phấn Edali của Hàn Quốc ấy. Đúng rồi Huyền Linh ơi, chị nối tóc ở Bà Triệu, tháo tây ở Bà Triệu ấy. Đấy, anh sẽ test cái màu hồng lên cho mọi người xem nhé. Thật ra cái màu hồng này là hơi bị kén da ấy. Bây giờ anh sẽ đánh hết cả môi cho mọi người nhìn cái màu son trước, để mọi người thấy là son rất là chuẩn màu so với cả ở trên cây. Sau đó thì lát nữa anh sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh son. Đấy, son kiểu tự nhiên ấy.
Đấy. Kiểu này nhá. Đây là màu hồng này. Màu hồng này là rất là hợp cho những bạn nào kiểu đánh buổi tối. Đánh buổi tối mà kiểu trang điểm đậm đậm xong rồi kiểu có mi miết các thứ lên. Đây là anh kiểu trang điểm rất là nhẹ. Thì cái màu này là hợp với cho những bạn nào kiểu tiệc tùng này. Xong rồi trang điểm đậm. Đây nhá, trang điểm đậm ấy, xong rồi kiểu buổi tối đi party ấy thì cái màu này nó rất là nổi. Trần Lê Chi ơi, em inbox mua của chị Nguyễn Huyền. Vân Minh chặn luôn với những cái thành phần này. Đấy, mọi người thấy không? Cái màu son này nó rất màu trên đánh trên môi. Nó rất chuẩn với cả màu ở trên thỏi son. Đấy, mọi người thấy chuẩn luôn không? Đúng rồi, Trà My ơi, cảm ơn Trà My nhá. Đấy, lại son răng lại dính son rồi. Lại là cách oanh chỉ mọi người nhá. Mọi người thấy không? Khi mà mình ngậm nhá thì cái son này này nó đã ở chết trên ngón tay của mình rồi thì từ giờ sẽ không bao giờ bị dính trên răng nữa. Đấy, màu hồng này nó rất là nổi bật. Đấy, và mình thường là sẽ hợp khi mà mình trang điểm kiểu cũng cần kiểu buổi tối mình đi party hoặc là mình đi bar pub hoặc là mình đi chơi buổi tối sinh nhật tiệc tùng buổi tối ấy, thì mình đánh cái màu này nó sẽ rất là nổi bật. Đó. Đấy, mọi người màu son xinh không? Đấy. Còn 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 lát nữa anh sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đánh để mà mình kiểu không cần phải đánh hết cả môi mà đánh kiểu tự nhiên, mà kể cả mình không make up ấy, mình đánh son như cái son thôi cũng sẽ rất là xinh. Đây là màu hồng này. Màu hồng. Đấy. Quá là xinh luôn. Đánh son siêu thế. Thật ra thì do thiết kế son họ thiết kế kiểu dễ đánh ấy, mọi người thấy không? Đấy là đánh kiểu thiết kế son dễ đánh, mình cứ đi mấy đường cơ bản thôi là nó đã ra khuôn môi của mình rồi. Đấy. Còn nhá, còn một kiểu nữa, anh. Tức là một thỏi son mà mình có thể tận dụng được tối đa nếu như những bạn nào mà không thích cái kiểu mọng mọng như thế này này. Đấy, với những bạn nào mà không thích mọng mọng nhá thì mình có thể. Đấy. Thì nó thà nó thì nó sẽ ra lì luôn, mọi người thấy không? Nó sẽ ra một dạng son lì luôn. Đấy là những trường hợp các bạn nào mà không thích hoặc là những cái bạn mà có môi quá dày rồi ấy, với những bạn là có môi dày rồi với cả bờ môi nó khá là mọng rồi thì không thích kiểu mọng mọng nữa thì mình có thể đó, lấy cái giấy mình ấn như thế này thì nó sẽ ra son lì. Nhưng mà cái lì của nó mọi người thấy không? Nó vẫn rất là mịn môi chứ nó không kiểu bị lì lì kiểu bờ 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 xong nó lộ các cái rãnh rãnh với cả nó bị khô khô vẩy vẩy lên đấy, mọi người thấy cái môi của anh không? Đó. Đấy là những bí quyết đấy. Ui dồi ôi, anh không hợp với các cuộc thi hoa hậu hoa hùng đâu, không hợp thi thố đâu đấy. Mọi người thấy tính oanh như này làm sao mà hợp thi được, kiểu tính mình cứ kiểu thấy cái gì chướng tai gai mắt là cứ phải nhảy bổ vào luôn ấy, cứ phải kiểu ấy luôn ấy, thì làm sao mà hợp thi hoa hậu được. Hoa hậu là lúc nào cũng phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên đó, còn oanh thì tính hơi kiểu ở bên trong tính kiểu bị cá tính quá ấy. Đấy là cứ nhảy nhảy dựng lên thì làm sao mà đi thi hoa hậu được. Phòng ạ. À. Anh không thi hoa hậu được đâu. Bình thường có thể duyên dáng được một lúc thôi. Một lúc thôi thì được. Đấy, phát biểu phát bủng thì duyên dáng được. Kiểu đằm thắm nữ tính được. Nhưng cứ bình thường nói chuyện như thế này này, chỉ một câu trước câu sau thôi, xong một gặp cái gì chướng tai gai mắt là không thể nào mà kiểu nín nhịn được đâu. Thẳng tính đúng rồi, chuẩn luôn, thẳng tính lắm luôn ấy. Anh hỏi em mua son này ở đâu? Sơn Hoàng ơi, anh có thể inbox mua của chị Nguyễn Huyền ạ. Nguyễn Huyền là người cung cấp sản phẩm, à nhập sản phẩm này từ Hàn Quốc về nhé mọi người nhé. Đấy. Ui dồi, thế này mà không chơi lại mi sói. Trong phim thôi ạ, ở ngoài đời mi mi sói gặp oanh. Chơi lại mi sói ngay, sợ gì. Trong phim thôi. Son này á, son này có giá là 420.000, mua lẻ. Mua trong tháng này một combo này mọi người, một combo cùng và một phấn đấy, Eraly, một son Eraly thì
được giảm 222.000, tức là một combo này ấy, cộng vào mua giá lẻ là 1.110.000 nhá. Nhưng mà mua trong tháng này thì được giảm xuống còn có hơn 800 thôi, tức là vào khoảng 888.000. Chính xác là con số là 888.000 đó. Tức là khi mà mua trong cái tháng này ấy, đấy, thì sẽ được giảm xuống còn 888, tức là mình rẻ hơn được 220.000 so với bình thường. Đấy. Mọi người thấy son không? Mình lau đi như thế rồi mà cái màu son nó vẫn đọng lại trên môi của mình tự nhiên không? Ngọc Nguyễn chuẩn luôn. Người ta cứ phát ngôn linh tinh ý. Cái duyên nhá, cái duyên là ở cái duyên hay không ấy thì nó là ở bên trong của mình ấy. Đấy, nó là ở bên trong, nó là thần thái, nó là con mắt, nó là cái ánh mắt, nó là nụ cười, nó là cái thần thái, nó là cái duyên là từ bên trong. Chứ ai mà phẫu thuật được cái duyên thế hả các người? Các người đấy cứ buồn cười kiểu gì, cứ bảo là mất duyên. Ô hay, còn gì có ai mà có ai đi phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi duyên được hơn không? Cái duyên nó là cái từ bên trong. Đấy. Cho nên là anh rất ghét người nào mà cứ kiểu thánh phán là cái gì phẫu thuật xong mất nét duyên ấy, ô vô duyên, chả hiểu thế nào luôn ấy, chả hiểu cái gì thế nào là duyên, thế nào là đẹp, thế nào là xinh, cứ phát ngôn lung tung. Bởi sao mà mình lại cứ phải đấy, cứ nói chuyện được vài câu là lại dựng ngược lên. Xấu tính nhở? Anh có bị xấu tính quá không hả mọi người? Anh có bị xấu tính quá không? Bây giờ anh sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đánh son mà khi mà mình không đánh hết cả môi nhá, thì để cho nó tự nhiên như thế, tự nhiên nhá. Đấy, anh sẽ hướng dẫn mọi người. Phẫu thuật cái duyên. Màu trầm, Thanh ơi, màu trầm anh đánh rồi. Anh đánh rồi. Ok. Bây giờ anh hướng dẫn mọi người cái cách đánh son. Nhưng mà anh sẽ không đánh son hồng nữa, anh đánh son đỏ. Đỏ, đỏ cam nhá. Đỏ, đâu nhỉ? Đấy, đỏ cam. Đây. Thì cái màu mình đánh hết cả môi thì nó sẽ là cái màu rất là nổi bật này, đúng không? Nhưng khi nào mà mình đánh, lúc nào mình không thích kiểu đánh hết cả môi ấy, với cả lúc mình không trang điểm, mình không trang điểm thì đấy, mình lại gãi rồi. Thì mình sẽ đánh như thế này để cho nó rất là tự nhiên mà nó lại cũng kiểu như là vẫn xinh, mà không cần trang điểm thì mình vẫn xinh ấy, mà nó lại không bị lộ là mình đánh son. Đấy, mình sẽ đánh thì lại đánh lòng trong này, đánh từ trong môi một chút ở trong lòng môi. Đây là màu đỏ cao. Đấy, đánh như thế này nhá. Sau đó mình mím. Mím xong. Mím xong là lấy ngón tay. Lấy ngón tay của mình, lấy ngón tay út được. Đấy, chấm vào cái chỗ này này, xong mình tản đều ra môi. Em phải lấy gương cho coi. Đấy, tản đều ra. Hết ra cả viền môi của mình, nó nhạt nhạt thôi. Đấy, trên môi này cũng thế. Thì ở trên cái cánh ngón tay này của mình có màu son nhạt, nhạt nhạt rồi. Thì mình tô lên trên cái viền môi của mình như thế này. Đấy. Đấy là cái cách đánh son của anh, mà mọi người cứ hỏi là anh đánh son gì mà chả biết tả như thế nào. Thật ra vẫn là cái thỏi son đấy thôi, nhưng mình có rất nhiều cách đánh. Đấy, mọi người thấy không? Đúng rồi, không, Facebook anh lấy lại lâu rồi. Rồi đó. Đấy. Thì nó ra cái màu hồng hồng, cam cam, đỏ đỏ. Đấy, nó ra một cái màu rất là không giống ai. Đây là do cách mình đánh thôi. Đấy. Đấy. Mọi người thấy không? Mọi người thấy anh đánh chưa? Thì cái màu đỏ cam khi mà đánh nhạt nó sẽ ra một cái màu hơi hơi cam cam hồng hồng san hô. Đấy, mọi người thấy không? Cái màu này rất là tự nhiên đúng không? Màu này là màu không giống ai, chuẩn luôn. Màu không biết tả là màu gì, nhưng là do cái cách đánh của mình thôi. Đấy, thì khi mà mình đánh cái kiểu như vậy nhá, xong mình đánh lòng trong thích đậm hơn một chút thì mình tô thêm một tí nữa ở lòng trong. Hoa giấy ơi, anh vừa đánh phấn này đấy, anh vừa đánh phấn của Elali đấy. Đấy, Elali này. Đấy,
đậm hơn một tí thì mình tô thêm một chút ở trong lòng môi của mình như thế này, mím nhẹ này. Đấy, để nó ra cái môi rất xinh. Đúng không ạ? Đây, mọi người hỏi anh là dùng cái gì là anh vừa đánh phấn này đấy, vừa đánh phấn Eulalie đấy, phấn nước. Đây nhá, đây là màu đỏ cam mà đánh bằng cái cách là đánh nhẹ nhẹ ở lòng trong, xong mình tàn đều ra môi, nó sẽ ra một cái màu nhẹ nhẹ như thế này. Đấy. Màu kiểu hơi hơi kiểu cam hồng san hô ấy, đỏ 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 nhẹ, phớt phớt hồng hồng cam cam, màu không giống ai, màu không biết tả là màu gì. Siro nhung, oanh không xăm môi. Oanh không xăm môi bởi vì là oanh toàn làm những cái phim vai mộc, oanh xăm môi thì chết à. Đó. Còn bây giờ phấn cherry hồng ơi, phấn này là có giá bán lẻ là 690.000 nhá. Nhưng mà còn son thì là 420.000. Nhưng mua trong cái tháng này, mua combo này được giảm 222.000 một combo, tức là chỉ còn hơn 800.000 thôi. Đó. Bây giờ thì đây. Phấn 690.000. Bây giờ thì anh sẽ đánh đánh hết cả môi cái son này cho mọi người xem cái màu đỏ cam nhá. Để khi mà đánh hết đỏ môi thì nó sẽ ra chuẩn cái màu đỏ cam. Cái gì bạn nói? Môi khô á, môi của chị Oanh là môi cực kỳ khô luôn ấy. Môi không phải là màu này, mùa này mới khô mà mùa nào cũng khô luôn. Đánh khi mình đánh cách này thì nó môi nó màu son nó rất là tự nhiên. Đó. Bây giờ anh sẽ đánh hết nhé. Trà My ơi, nó là một dạng phấn phấn nước. Nó không lỏng như cushion đâu mà nó ở giữa giữa phấn và cushion. Đấy. À, đánh hết cả môi cho mọi người xem này. Nó ra ngay màu đỏ cam ngay. Đấy, thấy chua thì ra ngay màu đỏ cam chua. Đấy, đây là màu đỏ cam. Mọi người thấy cái chất son của nó không? Chất son của Eulalie nó là cái chất son nó không phải là lì mà nó dạng như kiểu bóng, nhưng nó không bị quá bóng lộn nhá, mà nó vẫn kiểu lì, nó vẫn mướt, nó vẫn mọng, mà nó bóng kiểu bóng bóng thế nào nhỉ? Không biết tả là kiểu bóng gì. Nhưng mà nó kiểu mọng mọng ấy, nó không kiểu bóng lộn lên đâu, bóng bóng kiểu bóng nhẫy như kiểu nhiều nhiều, nhiều dạng son bóng khác, mà nó là kiểu bóng lì ấy, đấy. Màu son đó. Chất son nó như thế đấy. Đây là màu đỏ cam. Màu này cũng sẽ rất là hợp khi mà mình đánh, mình kiểu kiểu đi tiệc ấy, đánh hết cả môi như này này, đi tiệc này với cả buổi tối đi chơi này. Nó. Cái gì đây? Ngân Nguyễn ơi, em vui tính quá. Đó. Ờ đúng rồi, son 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 và phấn của Eulalie nó là chiết xuất chủ yếu là từ collagen, cho nên là nó vừa là dưỡng này, vừa là cấp ẩm này, mà son thì lại chống cả thâm môi nữa, chống thâm môi và cũng chống được cả tia UV ấy. Đấy, cho không không làm kiểu như là những cái tia UV nó tác động vào môi của mình, nó sẽ làm môi của mình bị thâm kiểu như vậy. Cảm ơn em Vivi. Da của chị đẹp á, thì là chị vừa đánh son này đấy, Eulalie đấy. Bây giờ thì anh sẽ lau cái màu son này đi để anh trở về cái màu son hồng đất, cam đất, cam hồng đất của anh nhé. Anh Limon ơi, Limon màu son đang cười ngửi là chị cũng hay đánh màu hồng đất đấy.
Chị cũng hay đánh màu hồng đất, nhưng mà đánh bằng cái cách như kiểu chị Oanh đánh, vừa hướng dẫn đánh hay là đánh đánh kiểu phớt phớt ấy, để nó ra cái màu son kiểu vừa tự nhiên mà nó lại không bị lộ là mình đánh son ấy. Cảm ơn em, ai đây? Cảm ơn em Nguyễn Khánh Linh. Da chị đẹp á, cảm ơn em nhé. Chị vừa đánh phấn này này, chị vừa đánh phấn của Eraly đấy. Mắt này người tối tối là nó lại cứ như quáng gà ấy. Son á. Mọi người thấy không? Mình đã lau như thế rồi nhá. Lau lau lên, lau xuống. Lau đi hàng nghìn lớp mà trên môi của mình nó vẫn còn động lại cái sắc màu rất là tự nhiên. Đấy. Để môi như thế này luôn này này. Mọi người thấy không? Đấy, nó vẫn tự nhiên không? Phấn á, Ngọc Nhâm ơi, Huyền My Ngọc Nhâm ơi, phấn này là có giá 690.000, chị anh không bán nhé, chị anh đang review cho chị Nguyễn Huyền thôi. Chị Nguyễn Huyền là chị nhập phấn này từ Hàn Quốc. Đây anh lau son đi rồi mà môi của anh nó vẫn còn cái đọng lại cái màu như thế này. Đó. Màu này cũng như kiểu mình lau son đi để mình ăn ấy thì trên môi của mình nó vẫn sẽ đọng lại cái màu, nó vẫn còn vương lại cái màu như này trên môi của mình. Nó vẫn đủ mọng mọng nhá. Nó vẫn có đủ sắc hồng hồng nhá mà nó không bị xỉn xỉn màu. Mọi người thấy không? Đấy. Thỏi son hộp phấn này thì có giá 690.000, thỏi son này thì có giá 420.000, khi mua combo này thì nó có giá là 1.110.000, nhưng mà mua trong tháng này, tức là tính từ giờ đến hết tháng 12 thì mua combo này sẽ được giảm 222.000 một combo, tức là chỉ còn có hơn 800.000 thôi, tức là còn khoảng 880.000, 888.000 đấy. Đó, được giảm hơn 200.000. Màu son này là màu son mình đánh son Eraly xong, đánh hết cả môi xong mình lau đi đấy, nó ra cái màu này. Đó. Mọi người nhá, anh không có bán mà anh đang review cho chị Nguyễn Huyền. Chị Nguyễn Huyền chị là người cung cấp và là cái người nhập khẩu sản phẩm này từ Hàn Quốc, có đầy đủ giấy tờ chứng từ của Bộ Công an và các thứ. Khi mà mỗi lần mua sản phẩm này, bạn nào mà có cần thiết ấy, thì có cả giấy bảo hành, tức là giấy đảm bảo cho mọi người nếu như gặp bất cứ một trường hợp gì không tốt về sản phẩm thì mọi người có thể được bồi thường này nọ các kiểu đó. Nói chung là có giấy bảo hành. Đó, mọi người có quan tâm và muốn mua thì inbox cho chị Huyền để hỏi chị Huyền về sản phẩm và mua tại đó nha. Chỗ anh không có bán nha. Bây giờ thì cũng đã lúc mà anh phải đi ra để anh đi chơi đây, đi ăn đây, đói quá rồi. Chắc là để môi như thế này luôn nhỉ. Để môi như này luôn, môi này cũng xinh mà. Đằng nào bây giờ mình cũng đi ăn. Để môi như này luôn đúng không? Mọi người thấy anh có nên để môi như này không hay là đánh một chút son? Ôi, này mặt này. Từ nãy giờ anh đánh cái phấn này được khoảng 1 tiếng rồi mà mọi người thấy phấn không? Khi bây giờ nó tẹp vào da mình, nó ăn vào da mình thì nó lại càng tự nhiên hơn ấy, nó lại càng trong hơn này. Đấy, nó lại càng trong hơn, càng trong càng mướt hơn ấy. Đó. Bây giờ anh phải đi ăn đây. Bye bye mọi người, đói lắm rồi luôn ấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của anh nhé. Mọi người có quan tâm về Eraly thì inbox cho chị Nguyễn Huyền để chị tư vấn và cung cấp sản phẩm chính hãng cho mọi người nha. Và mua luôn đi, một combo này có hơn 800.000 thôi. Mua từ giờ đến cuối tháng là còn có mười mấy ngày nữa. Tranh thủ mua đi, không thôi qua cái đợt này là nó lên 1.000.000 đấy. Nha, bye bye, anh phải đi ăn đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của anh nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một livestream khác nha. Bye bye.